Hi, hello. Gì đi cần nhắc cho ta. Ủa? Là bữa đầu tiên sớm nhất à? Không, 6 rưỡi mà sớm gì nữa. Giờ hôm nay là ngày cuối cùng dọn lều. Bây giờ là 10 giờ thì cái quy định của Kansai là mọi người yên tĩnh để cho những cái người khác để xung quanh ngủ á, thì mọi người hạ giọng nói chuyện nhỏ xíu để mình ngồi tâm sự với nhau. Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian, mình có 2 ngày đi với nhau rồi. Thì đêm nay cũng là đêm cuối để chia tay nhóm một. Mình cũng có nhiều kỷ niệm với nhau, chỉ dù chỉ có 2 ngày thôi. Thì em muốn là anh chị chia sẻ những cảm nghĩ của mình, dù tiêu cực hay tích cực, tụi em vẫn lắng nghe. Nói chung là mình thẳng thắn nói chuyện với nhau để góp ý cho nhau, hoặc là khen thưởng, hay là kiểu những cảm nhận thật nhất để chia sẻ đến những người bạn chung là với mình, hay là những người anh em, những người nhỏ một gì, hay bất kỳ ai trong nhóm của mình đều cũng có thể nói cái tên đó ra và có thể chia sẻ cảm nhận của mình nói, hoặc là những anh chị mình chưa bao giờ gặp nhau, hay là có cảm tình với nhau, hay là có những khúc mắc gì thì mình cũng giải bày lên đây. Em nghĩ là mọi người cho anh trượt thẳng xuống đây. Sơn, có ba lô trượt cũng dễ không? Cái ba lô căng quá. Xuống, thẳng xuống đi. Chị ngồi vậy á, chị này ngã nên nó làm cho chị chậm á. Rồi. Ok. Hình như cái đít nó không còn cảm giác nữa. Xuống đi, xuống nhanh xuống đi. Được. Được luôn, xuống luôn. Xuống thẳng đi. Cái đít hết cảm giác rồi. Rồi, chơi. Xuống đi. Không sao đâu, cứ chơi đi. Rồi. Thở luôn. Đừng có kìm với tay. Chị ơi. Xuống đây, xích ra, xuống thẳng xuống luôn. Thẳng xuống đây, dưới này nó có cái hố. Không sao đâu. Xuống luôn. Anh gặp phải trượt nè, Ủa, cái mình nó rớt ra lại rồi hả? Rồi, chẳng đi nấu cơm. Trải qua bao giờ hết. Nhưng mà cũng đi cho biết để trải nghiệm. Tôi nghĩ là không quá lạnh đâu, nhưng mà hôm qua ngủ thì cảm thấy là rất là lạnh vô xương. Thì lúc mà lạnh đó thì nghĩ trong đầu là ai mà rủ đi nữa là chửi rồi, nhưng mà hôm nay ngồi đây thấy ai rủ đi nữa sẽ đi nữa. Thấy kiểu như cái không khí này không phải dễ mà có, nên là em cảm ơn cô bà rất là nhiều đã cho chị những cái trải nghiệm trong đời mà chưa bao giờ dám. Thì gọi là đi nhiều và cực khổ lắm, chỉ là có làm quen được thêm nhiều những thứ mới, chứ hầu như chuyến nào mình cũng có thêm người mới. Thì hy vọng là như chị Pepper nói đó, là người mới sẽ lại giới thiệu thêm người mới, thì để mình càng ngày càng có thêm nhiều bạn
đi này giống như kiểu là một phần là mình tập thể dục, mà không phải là chỉ cho cơ bắp của mình mà tập thể dục cho cả về tinh thần của mình nữa. Giống như anh Ba ấy, thực sự về thể lực thì anh Ba có, nhưng mà tinh thần anh Ba không có, là không phải là không có, là không có mạnh về tinh thần, mà giống như kiểu là mình còn sợ, còn chưa có dám làm, chưa có dám đi. Bởi vậy cái đó cũng là một cái rèn luyện về cái tinh thần cho mình, là nhiều khi mình phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để làm những cái điều mà mình trước giờ mình chưa làm bao giờ, mà mình còn nhiều cái lo sợ, thì mình giống như kiểu là mình cứ bước ra đi rồi sẽ có người này người kia giúp đỡ mình. Thì em thấy đi cái này cũng hay. Yeah. Ủa, ở trước có gặp cô bà không vậy? Có thấy cô bà không? Thấy anh lạc lối. Sài Gòn nghỉ xíu, đừng nghỉ lâu, 10-15 giây thôi. Nó bò như người nhà anh nha. Bớt lại con hú ngọc. Phải tới phải không? Tới. Tới nơi là tới nơi, mà chưa tới là chưa tới đúng không? Bố bà trước, anh biết là cái chuyến đi này á, là chuyến đi mùa đông đầu tiên của nhóm, rất là có nhiều cái khó khăn lắm. Rồi thứ hai là lịch trình thay đổi, rồi drama everything, nhưng mà cuối cùng em là anh biết em là rất là căng thẳng, nhưng mà em cố gắng là mọi thứ cuối cùng ngày hôm nay rất là vui phải không? Rồi cảm ơn Ngũ Lan luôn luôn ở phía sau ủng hộ những người host không? Thì rồi tất cả Hugo Rồng đã chịu khó đi trước tham khảo để cho cái chuyến đi của mình thành công phải không? Rồi rất vui là được gặp Mía, tưởng là cuối cùng không được, không cứ nói chuyện hoài mà không thấy cuối cùng ngày giờ cuối mới được được visa phải không? Thành ra mà hy vọng là Mía đi, nhà hy vọng là Mía đi chuyến này cảm thấy là vui với nhóm, mà sẽ sau này sẽ có một cái
những cái chuyến sau nữa, phải không? Rồi anh cảm động là cuối cùng là bé với Hugo là đã giải tỏa hết những cái điều với em nhau nhẹ nhõm vui mà anh rất là, như anh thấy là anh vui lắm, phải không? Dạ, đúng rồi. Và cái chuyến đi này mọi người hòa đồng với nhau vui vẻ. Về cái riêng về cảm nhận của anh á, thì chiều Bồ Bà có hỏi anh là anh thích đi cái kiểu này hơn hay là thích đi park parking hơn. Anh cũng đang phân vân giữa hai cái. Thật sự mỗi cái nó có một cái kiểu riêng, thấy không? Đi cái này thì rất là không có cái park phạt á, mình leo thoải mái, rất là mình khỏe lắm. Nhưng mà đi park parking thì nó có những cái trải nghiệm khác của nó, thành ra bây giờ cũng khó trả lời cái câu đó lắm. Thấy không? Cái nào rồi, cũng thích. Dạ, nói chung cái nào cũng thích đi. Lần này lần kia đi. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi vậy thôi, cảm ơn mọi người mới như cũng như cũ. Vui vẻ hòa đồng với nhau. Hy vọng là sẽ gặp sau nhau những chuyến tới nữa. Mình nó thôi đứng ở cái đồi, không phải chưa, không cần trên đồi nhưng mà